dãy đồng đẳng của acetylen là bây giờ là chúng mình chữa rất là chậm phần alkin mà. Acetylen thì công thức tổng quát của nó là gì? Thì acetylen thì chúng ta nhớ cái quan trọng đầu tiên nó là C2H2. Được chưa? Vậy thì cái bọn alkin ấy, dãy đồng đẳng của alken, acetylen hay còn được gọi là alkin. Được chưa? Thế thì mình có này, công thức tổng quát của dãy đồng đẳng alkin này. Công thức tổng quát của bọn dãy đồng đẳng là bọn alkin ấy thì chúng ta nhớ cái này nhá, là CnH2n trừ 2 điều kiện n lớn bằng 2. Được chưa? Đóng khung cái này lại. Ok. Công thức tổng quát của mọi thằng alkin là CnH2n trừ 2 với n lớn bằng 2, cái cháu nghe rõ chưa? Ok. Được chưa? Vậy này, mình có này là các hydrocarbon không no công thức tổng quát CnH2n trừ 2 n lớn bằng 2 và yêu cầu nữa là có liên kết 3, tại vì acetylen thì bên trong của nó là có liên kết 3, các cháu nhớ chưa? Thiếu cái liên kết 3 là không được, là chúng ta dễ bị nhầm với alkaden nhá. Đáng nhá. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D ạ. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D ạ. Đấy, rất nhiều cháu bị nhầm với chỗ này nhá. Các cháu chú ý, được chưa? Cái câu số 2 là câu hỏi về có bao nhiêu hydrocarbon mạch thở. Câu này rất là hay luôn. Câu này rất nhiều cháu bị nhầm. Đây chúng mình đánh dấu lại tí, chúng mình quay trở lại chúng mình giải lại câu này sau nhá. Đấy, câu này có rất nhiều cháu bị nhầm, tí chúng mình quay trở lại chúng mình giải lại câu nào sau. Được chưa? Chúng mình giải câu số 3 cho các cháu coi này. Chúng mình giải câu số 3 này. Câu số 3 này cũng nhiều cháu bị nhầm lắm nhá. Câu số 3 này cũng rất rất nhiều cháu bị nhầm. Các cháu cùng quan sát chúng mình chữa này. Các cháu cùng quan sát chúng mình chữa câu số 3 cho các cháu nhìn nhá. Câu số 3 này. Nhìn kỹ vào nhá. Câu số 3 này có chứa hai liên kết pi. Khi đề bài hỏi một thằng có chứa hai liên kết pi thì mình phải nghĩ ngay đến nhá. Nghĩ ngay đến là thằng gì? Ankin. Ankin. Và thằng thứ hai là thằng alkaden. Alka dien. Các cháu nhớ chưa? Một thằng là ankin, một thằng là alkaden nhá. À, được chưa? Thằng ankin này, C4H6 này thì có này, một đây, mạch đầu tiên mạch C4 này. Một cháu này. Thằng thứ hai này. Hai cháu này. Được chưa? Đây nhá, đây là đồng phân số 1 alkin, đây đồng phân số 2 alkin, có thằng này không? Có thằng này không ạ? Không có ạ, tại vì là đây ba hóa trị nhá, nếu thêm 2 đây là thành 5. Được chưa? Hai đồng phân alkin. Bây giờ xét đến đồng phân alkaden của thằng C4H6 này. Xét đồng phân alkaden của thằng C4H6 này. Alkaden này. Đây. Nối đôi đây, nối đây đây là 3 nhá. Tiếp tục này. Nối đôi đây là 4 nhá. Được chưa? Thử xem thằng mạch C3 nào. Thử xem thằng mạch C3 đây, chúng mình vẽ thằng mạch C3 đây đây. Được chưa? Nếu nối đôi ở đây thì nối đôi còn lại nằm ở đây hoặc nằm ở đây. Nếu nằm đây thì là hóa trị 5 rồi, 1 2 3 4 5, không có, đúng chưa? Vậy là loại luôn. Thì những cái câu đồng phân này các cháu hay bị sai nhiều nhất. Vậy thì nếu mà là C4H6 mà trong phân tử chứa hai liên kết pi nhá thì có xét về alkin, về alkaden. Thế nếu mà là alkin thì là có hai alkaden cộng 2 nữa. Vậy là tổng cộng nó sẽ có 4, 4 đồng phân. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Được chưa? Với cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thì nó sẽ hay có những cái đề thi minh họa với những đề thi thử nghiệm, các cháu nhìn thấy là nó có khá nhiều những cái câu của chương trình lớp 11. Thế nên các cháu cần phải chú ý nhá. Hiểu chưa nào? Hiểu chưa nào? Mình sang câu số 4 nhá. Câu số 4 này. Có bao nhiêu ankin có công thức phân tử là C6H10? Bao nhiêu ankin có công thức phân tử là C6H10? Hỏi là ankin. Vậy thì trong phân tử phải có một liên kết 3CC. Đúng chưa? Nó phải có một liên kết 3CC. Vậy là tương đương với việc là C6H10 có bao nhiêu thằng ankin mà có một liên kết 3CC. Thế giờ chúng mình vẽ ra mạch C6 đây. Mạch C6 đây. Đúng không? Vậy thằng đầu tiên ở đây. Được chưa? Thằng thứ hai này. Nhìn kỹ chúng mình vẽ cho nhìn nhá. Được chưa? Thằng thứ hai đây. Được chưa? Đấy, thế thằng thứ ba này, nhìn kỹ này. Thằng thứ ba này. Nhìn thật kỹ vào. Đây, thằng thứ ba đây. Được chưa? Nếu chạy đến đây thì trùng thằng này, nếu chạy đến đây thì trùng thằng này. Vậy là mạch C6 là mình có 1 2 3 nhá. Được chưa? 1 2 3 nhá. Bây giờ tiếp tục này, sang mạch C5 này. Nhìn kỹ mạch C5 của chúng mình này. Mạch C5 này. Đây này. Liên kết 3 không thể điền ở đây, không thể điền ở đây, không thể điền đây được. Đúng chưa? Điền ở đây. Nhá, đây là thằng số 4. Ok. Tiếp tục này. Nhìn kỹ nhá, nhìn thật kỹ vào cách chúng mình làm từng tí một. Được chưa? Nãy mình điền đây rồi, giờ mình điền đây được không? 1. Đây, vẫn thỏa mãn đúng không? Đây là thằng số 5. Ok chưa? Các cháu nhìn kỹ chưa? Đấy nhá. Đây là thằng số 5 này. Giờ chúng ta xem là
xem là đến cái mạch đây là mình xong mạch C6 nhá, mình xong mạch C5 rồi. Bây giờ mình đến cái mạch tiếp theo là mạch C4 xem nào. Mạch C4. Mạch C4 nhá. Nếu nối đây thì đây là hóa trị 3 rồi. Nếu thêm bất kỳ hai gạch nào nữa thì đều tạo thành hóa trị 5. Giả sử thêm đây là hóa trị 5 vứt. Được chưa? Tiếp tục này, vẫn là mạch C4, chúng ta còn một cách nữa. Đây. Đây. Đúng chưa? Thì đây là hóa trị 4 rồi, không thể điền được nữa. Thế đây này, điền hàng này đây. 6. Các cháu nhìn rõ chưa? Vậy tổng cộng mình có mấy nhỉ? Đấy, có rất nhiều cháu sai. Đây mình có 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Được chưa? Vậy chúng ta chỉ có mấy thôi? 6 thôi nha. 4 của chúng ta đáp án. À đấy, có rất nhiều cháu bị nhầm, các cháu chú ý này. Lưu những cái này về, đồng phân là rất hay bị tìm nhầm, bị tìm sai, bị tìm thiếu, bị tìm dư thì chung quy là nó vẫn là sai hết. Ok. Mình sang tiếp nha. Câu số 5. Câu số 5 tên gọi. Câu số 5 tên gọi. Trong livestream này đứa ở trong livestream nào cháu nào muốn đăng ký khoa học nhá. Cháu nào đăng ký khóa học khuyến mãi thì inbox chú. Được chưa? Khóa học của chú Minh là khóa học mất gốc đấy, mất gốc cho dành cho 2K3. Chú Minh dạy đến bài benzen rồi nhá. Thế bây giờ mình có sang câu số 5 này. Đề bài hỏi là CH3 này, CH3 này, C nối 3C này, có tên là, cái này mình phải vẽ lại chứ nếu không là toang. Đây nhá, chú Minh bỏ thằng hero đi. Cởi áo ra nhìn cho kỹ. Đây. Muốn làm được mình phải cởi nó ra. Cởi ra thì mình mới nhìn rõ được. Đấy, cởi ra là bỏ thằng hero đi. Được chưa? Đúng chưa? Đúng không? Đây là C này, đây là C nhá. Đây C nhá, đây C nhá, liên kết 3 nhá, liên kết 3 nhá. Một C nữa, một C nữa này. C này nữa này, C này nữa này, nối với 3 thằng nhóm CH3. Các cháu nhìn kỹ chưa? Ok. Ok. Được chưa? Ok nhá. Tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá. Nào. Ở đây mình có này. Mình đếm này. Mình đếm tiếp nhá, mình đếm tiếp nhá các cháu nhá. Quan sát kỹ nhá, mình đếm nhá. Mình đếm này. Đánh số này. Đầu tiên là mình phải đánh số. Đánh số vị trí liên kết 3 làm sao cho nó gần cái thằng mạch chính nhất. Nếu mình đánh số đây là 1 2 3, nếu đánh số đây là 1 2. Vậy ở mình phải ưu tiên là 1 2 3 4 5. Nhiều cháu đánh số ngược lại là sai. Tại vì đánh số ngược lại thì liên kết 3 nó không nằm ở carbon đầu mạch nhất. Mình phải đánh số làm sao cho liên kết 3 nằm ở carbon gần đầu mạch nhất. Được chưa? Thế vậy bây giờ mình gọi tên này. Đây vị trí số 4 này. Nhóm này một nhóm này, CH3, một nhóm CH3 nữa, phải là nhóm metin đúng không? Nó cùng đính vào vị trí carbon số 4. Vậy nó phải là 4,4 4,4 gạch ngang dimetin. 4,4 gạch ngang dimetin. Được chưa? Mẹ em phải bón phân. Được chưa? Mẹ em phải bón phân. Vậy nó là gì? Phân là pentan. Penta, đáng nhớ là pentan nhưng phải penta tại vì nó có liên kết 3 này. 2 in. Các cháu nhìn rõ chưa? Đấy là cách mà đọc nhá. 4,4 dimetin penta 2 in. Vậy chúng ta nhìn thấy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhá. Thế mà rất nhiều cháu lại đi đọc lại thành đáp án C đấy. Được chưa? Ở đây chúng mình dạy là đáp án D rồi. Ngon lành cành đào nhá. Các cháu đã hiểu cách gọi tên chưa? Các cháu đã hiểu cách gọi tên chưa? Mình sang câu số 6 này. Câu số 6 này dễ một tí. Câu số 6 này dễ một tí, thực sự là ưu tiên liên kết 3, đúng rồi. Khi mà chúng ta gọi tên chúng ta phải ưu tiên liên kết 3 trước nhánh sau nhá. Nếu mà không có liên kết 3 thì ưu tiên nhánh, nhưng mà đây có liên kết 3 thì mình phải ưu tiên liên kết 3 trước. Nhớ chưa? Câu số 6 này, câu số 6 này. CH3 này, C này, nối 3 CH có tên là gì? CH3 này, C. Thế bây giờ nếu mà gọi chuẩn nhá thì mình đánh số thì đây là 1 2 3, nhưng mà liên kết 3 điền đây hay điền đây đều như nhau thì nó đều có thể là tên propin được. Nhưng mà propyl này không được này. Propyl là thằng này. Đúng chưa? Bỏ. Metinacetylene là cách gọi theo tên khác của thằng propin. Đây này, đây là nhóm metin. Đúng chưa? Đây là gốc acetylene. Nhá, bọn này có hai cách gọi mà. Một gọi đây là tên thay thế này, một gọi là tên thường này. Được chưa? Vậy thì cả A cả C đều được nên đáp án đúng là đáp án D. Được chưa? Đáp án đúng đáp án C. Rất nhiều đứa chỉ chọn một mình A hoặc một mình C đều toang. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C. Cả A và C đều đúng nhá. Cả A và C đều đúng. Ok chưa? Câu số 7 này. Dimetinacetylene.
Câu số 7, đề bài hỏi dimethyl acetylene, rất nhiều đứa quên rồi nhá. 2K2 cũng quên mà 2K3 này có khéo còn không nhớ gì cơ. Dimethyl acetylene. Thế thì nó bắt đầu đi từ thằng acetylene đã, mình vẽ thằng acetylene đã. C nối 3C này. Dimethyl đi, đi là có hai carbon. Đấy, 1 2 đây CH3 đây, đây CH3 đây. Đây là metin, đây là metin. Vậy thằng này là dimethyl acetylene. Được chưa? Vậy chúng ta nhìn vào trong đáp án thì mình chỉ có thằng nào thỏa mãn này? Chỉ có đáp án D là đúng nhất. Đúng chưa? Chỉ có đáp án D là đúng nhất thôi. Ok. Mình sang câu số 8 nhá, mình sang câu số 8 nhá. Cho ankin có công thức cấu tạo. Tên thay thế của nó là, đấy cái phần gọi tên này rất là toang, nhiều đứa rất là không nắm được nhá. Câu số 8, ankin, thế mình phải vẽ được ra. Đây, bây giờ này. À, đây là hai nhóm CH3 cùng đính vào thằng CH. Đây, CH này, hai nhóm CH3 thì đây là CH3 đính đây. Đây CH3 đính đây đúng không? Tiếp tục đến nối với một thằng carbon này, có liên kết 3 thằng carbon này, nối thằng carbon khác đây, đính tiếp vào CH3. Được chưa? Thế các cháu nhìn kỹ nha. Bây giờ bước 1 là phải đánh số. Đánh số làm sao mà cho carbon ở gần liên kết 3 nhất? Nếu đánh số đây là 1 2 3, nó đây là 1 2, vậy phải đánh số ngược lại. 1 2 3 4 5, phải ưu tiên liên kết 3 trước nhá. Phải ưu tiên liên kết 3 trước, cả nhà nhớ chưa? Được chưa? Vậy này, bắt đầu này, ở vị trí carbon số 4 có nhóm CH3, CH3 là nhóm metin, vậy nó là 4 metin. Được chưa? 4 metin này. Mẹ em phải bón phân pentờ. Được chưa? 2 in, tại vì liên kết 3 điền vào vị trí carbon số 2. Được chưa? 4 metin pentờ 2 in. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các cháu nhé. Đấy đúng rồi, rất nhiều cháu làm đúng chính xác. 4 metin pentờ 2 in. Hoàn toàn chính xác luôn. Chú Minh giải cực kỳ chậm nhá. Cực kỳ chậm để cho các cháu hiểu nhá. Cẩn thận không làm Hải quay xe toang. Đấy, rất nhiều đứa bị chết vì rất nhiều đứa chọn là 20 tin pen từ 3 in là toang, toang luôn. Toang. Được chưa? Nào, chúng ta sang câu tiếp theo nhé. Câu số 9. Câu số 9 này cho ankin có tên là 4,4 dimethyl het 1 in. À, thế bây giờ nom nhé. Thường những câu này kênh rất nhiều cháu bị nhầm. Các cháu nhìn kỹ này. Het là mẹ em phải, để mẹ em phải bón phân hóa. Được chưa? Đấy nhá, cứ xòe tay ra là được. Mẹ em phải bón phân hóa, vậy hết là có 6 carbon. Mẹ em phải bón phân hóa 6 carbon nhá. Hết 1 in về liên kết 3 điền vào vị trí carbon số 1. 1 2 3 4 5 6. 4,4 dimethyl. 4,4 dimethyl. Vậy là ở vào vị trí carbon số 4 này có hai cái chìa rạch ra này. Dimethyl vậy là hai nhóm CH3. CH3 CH3. Nhìn rõ chưa? Ok chưa? Nhìn rõ chưa? Thế giờ chúng mình điền kỹ lại cho chúng ta nhìn nhá, xem nó là thằng nào. Vậy là liên kết 3 phải nằm ở đầu mạch. Thằng này liên kết 3 nằm ở giữa mạch toang. Đấy chưa? Liên kết 3 nằm ở đầu mạch. Và ở cái thằng thằng này là sai này, bởi vì ở đuôi nó là đuôi C25 cơ chứ không phải là đuôi CH3. À hạng toang nốt, được chưa? Đấy. Úi rồi ôi, chết nhiều chưa? Chết như ngả rạ. Mình xem nhá. Xem thằng C có đúng không nhá. Thằng A thằng B sai rồi. Mình xem thằng C có đúng không? Đây, mình xem thằng C xem nào. Mình xem thằng C xem nào. Đây thằng C có đúng không? Thằng C cũng sai nốt, bởi vì đuôi của nó phải là CH5 chứ không phải đuôi là CH3. Được chưa? Vậy là C sai đấy. Chú Minh thấy là có rất nhiều cháu chọn đáp án gần đúng với đáp án chính xác. Đáp án chính xác chúng ta phải là đáp án D. Cả A, B, C đều sai. Ok. Ok. Thấy không? Toang chưa? Đây, trong phân tử vinyl acetylene, trong phân tử vinyl acetylene có số liên kết sigma và số liên kết pi lần lượt là, được chưa? Thế vậy mình có này, vẽ là vinyl acetylene, acetylene trước, CCC đây, H đây, vinyl đây, CH2 nối đôi CH. Nhìn rõ chưa? Vậy đây mình đếm nhá, mình đếm này, đây chúng mình vẽ lại cho chúng ta nhìn nhá. C này, H này, H này. Được chưa? Nối đôi C này, H này, C này, liên kết 3 C này, H này. Được chưa? Giờ mình đếm này. Đếm đầu tiên để bài hỏi số liên kết pi, mình đếm pi trước. Một đối đôi thì có một pi này, một đối ba có hai pi. Vậy là 1 cộng 2 bằng 3. Được chưa? Đây tất cả đều là có 3 pi hết đây. Khôn thế rồi, thế thì ai sống cho. Giờ đếm này, liên kết đơn này, đều liên kết sigma 1 2 3 4 5. Chú ý, trong liên kết đôi có một liên kết sigma 6, trong liên kết ba có một liên kết sigma 7. Vậy tổng cộng có 7. Chúng mình đếm lại nhé. 1 2 3 4 5 6 7. Đếm cho nó nhanh. Vậy là 7 và 3 các cháu nhé.
Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 11. Câu số 11 đây. Cho phản ứng CH4 tạo thành X, tạo thành Y. Các cháu chú ý này, cái phản ứng của cái câu số 11 này rất hay thi Trung học phổ thông quốc gia nhá. Và cũng rất hay có ở trong đề kiểm tra ở trên lớp của các cháu nhá. Mình có này, CH4 tạo thành X. Thì lưu ý nhớ cho chúng mình cái phương trình này này. CH4 này, 1500 độ C. Được chưa? Thì tạo thành C2H2. Nhớ chưa? Được chưa? Vậy là thằng đầu tiên phải là CH2 không? A, B, C, D đều là CH2 hết. Được chưa? Sau đó này, thằng C2H2 nó có một cái phản ứng cực kỳ đặc biệt là dime hóa nhiệt độ, áp suất, xúc tác để tạo thành C4H4 nhá. Chúng mình viết phương trình dưới dạng phân tử cho các cháu nhìn này, để các cháu dễ nhìn này. Được chưa? Viết phương trình phân tử này, nhìn nhá. C nối 3C này, H này cộng với H này, C nối 3C này, H này để tạo thành này. À, để tạo thành này. H C này nối đôi này, C này, H này, thêm một H ở đây này, thêm C nối 3C, H ở đây này. Được chưa? Anh này có tên gọi là vinyl acetylene. Chúng mình viết lại anh này cho các cháu nhìn nhá. CH2 nối đôi CH, C nối 3CH. Đây, chính là anh này đây. Vinyl acetylene. Ok chưa? Vinyl acetylene. Vậy Y của chúng ta nó phải là vinyl acetylene chứ không thể là butan được. Không thể butadien, không thể vinyl chloro. Mà đáp án đúng chúng ta nó phải là gì? Vinyl acetylene. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các cháu nhé. 11 là đáp án C. Được chưa? 11 là đáp án C. Đề bài hỏi là X, Y, Z. Vậy chất X là CH2, chất Y là vinyl acetylene. Và dĩ nhiên vinyl acetylene này nó cộng thêm hydro. Đây, nó cộng thêm hydro trong xúc tác phở dê trên phở bò carbonat để tạo thành CH2 nối đôi CH gạch C nối đôi CH này nối đôi CH2. Được chưa? Đấy, phải có xúc tác phở dê trên phở bò thì mới ra được butadien. Các cháu nhớ nhá. Vậy thì đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án C. Đấy. Một pha quay xe khá kinh khủng. Ok. Đấy, thì vừa nãy chúng mình vừa nhắc lại rồi nhá, cái câu số 4 nhá, các cháu chú ý nhá, sửa lại cái câu số 4 của chúng mình. Đấy, câu số 4 đây. Câu số 4 của chúng ta là có mấy đồng phân nhỉ? Vừa nãy chúng mình vừa sửa lại cho các cháu xong. Câu số 4 đây, câu số 4 đây. Câu số 4 đây, C6 có đây. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, với cái cách phương pháp mà tìm đồng phân siêu khủng này của chúng mình thì mọi câu đều cân được hết. Vì vậy nên các cháu chú ý nhá, cái câu số 4 này chúng ta phải sửa lại là đáp án đúng là đáp án B. Ok. Nào, chúng ta sang tiếp. Câu tiếp theo, câu số 12. Câu tiếp theo, câu số 12. Ankin có khả năng tác dụng được với Ag NO3 trong NH3 tạo kết tủa màu vàng. Các cháu lưu ý này, cái phản ứng mà tạo kết tủa màu vàng cho thằng ankin ấy, phản ứng mà tạo kết tủa màu vàng cho thằng ankin ấy thì là khi và chỉ khi nó là ankin. Nhưng mà nó có liên kết 3 ở đầu mạch thôi ạ. Ở đầu mạch nhá. Ankin có liên kết 3 ở đầu mạch, có nghĩa thằng này đầu biếu đầu bò, hay nói cách khác tương đương với nó là bọn an 1 in, các cháu nhớ chưa? Tương đương là nó phải là bọn an 1 in. Được chưa? Vậy này, chúng mình có này, chỉ có acetylene, chúng ta phải biết được acetylene là gì đã. HC nối 3CH. Đây, đúng này. Có liên kết 3 đầu mạch. Với nó có đầu mạch, nó có chính thằng này là đầu mạch luôn rồi. Được, tất cả các ankin là toang. Nhá. Chỉ có acetylene và bút 1 in. Acetylene đây rồi, bút 1 in xem nào. Bút đây, 1 in. Thằng này cũng có liên kết 3 đầu mạch, có hydro linh động, vậy cũng có, đúng chưa? Vậy là A sai. Được chưa? Các ankin có liên kết 3 đầu mạch an 1 in, cái này đúng nhất, đúng chưa? Cứ an 1 in là được. Đúng chưa? Không phải chỉ có acetylene, không chỉ có bút 1 in, pentơ 1 in cũng được. Đây, pentơ 1 in cũng được, cứ có hydro đính với carbon liên kết 3 nằm ở đầu mạch là được. Được chưa? Vậy là đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D. Mình sang câu số 13 nào. Để thu được acetylene người ta dùng cách nào? Đấy, vừa nãy chúng mình vừa bảo chúng ta là có một cái công thức mình phải học, cái là mình phải nhớ ngay. Đúng chưa? Thế như chúng mình bảo là hoàn toàn chính xác đúng không? Đấy, các cháu nhìn thấy không? Vậy là nếu mà học chúng mình từ nãy thì cái đáp án A này là mình biết là được rồi này. Đúng chưa? Đây, CH4 1500 độ C tạo thành C2H2 cộng với 3H2, đúng nhá. Được chưa? Chẳng ai bao giờ dùng carbon cộng hydro để tạo thành CH2 cả, loại IC. Được chưa? Thế còn IB này, CaC2 đất đèn cộng nước tạo thành CaOH2 cộng CH2, đúng nốt, đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, cả A và B đều đúng các cháu nhá. D, cả A và B đều đúng. Ok. Ok ok ok. Nhớ chưa? Cả A và B đều đúng. Câu số 14, câu số 14 này. Từ acetylene có thể điều chế trực tiếp được. Ui cái này hay lắm.
Cái này hỏi là bao nhiêu đứa bị, hỏi là bấy nhiêu đứa bị toang nhá. Câu 14, từ acetylen. Thế thì từ acetylen nhá, nó cho mình viết phương trình này. HC này. HC nối 3CH cộng với HC nối 3CH, nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì tạo thành H2C nối đôi CH gạch C nối 3CH. Được chưa? Nhìn rõ chưa? Vậy đây đúng là vinin acetylen. Đúng chưa? Điều chưa trực tiếp là qua một phản ứng. À được. HC nối 3CH cộng HCl ở xúc tác nhiệt độ thì tạo thành CH2 nối đôi CHCl. Ok, ngon. Đây đúng là vinin clorua. Được chưa? Vậy thì chắc chắn mình nhìn thấy A, B đều đúng thì chắc chắn là C rồi. Nhưng chúng mình vẫn viết cho các cháu xem phương trình nó tạo thành anhít acetic thế nào nhé. HC nối 3CH cộng với HOH trong môi trường HG2 cộng trong H cộng thì nó tạo thành, nhìn kỹ này, HC này, H nối đôi CH này, OH. Nhưng các cháu nhớ cho chúng mình nhé, cái này nhớ cho đến kể cả lớp 12 cũng phải nhớ này, là OH đính vào carbon nối đôi không bền ngay lập tức chuyển thành CH3 CHO. Nhớ chưa? Phương trình này rất hay thi ạ. Phương trình này chúng mình nhắc lại rất rất hay thi ạ. Tất cả trong 3 phương trình này đều phải thuộc, nhưng trong đó phương trình số 3 này phải nhớ nhất cho chúng mình nhé. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, cả A, B, C đều đúng nhá. Chúng ta sang câu tiếp tục này. Câu số 15. Đấy, mình sắp phần bài tập rồi. Câu số 15. Trong phân tử ankin, câu số 15 này, trong phân tử ankin, hydro chiếm 11,11% khối lượng. Có bao nhiêu ankin phù hợp? Thế các cháu phải nhớ được cái công thức tổng quát của ankin. Đầu buổi chúng mình dạy rồi. Đầu buổi chúng mình dạy rồi. Công thức tổng quát của ankin là gì? Là CN H2N trừ mấy? CN2N trừ mấy? CNH2N trừ 2. Được chưa? CNH2N trừ 2. Các cháu nhìn nhé. CNH2N trừ 2 mà chiếm hydro chiếm 11,11,111% về khối lượng. Vậy này mình có này. Phần trăm về khối lượng của hydro thì bằng bao nhiêu đây? 2N trừ 2. 2N trừ 2 chia cho tổng khối lượng là 12N. 12N cộng 2N trừ 2 thì bằng 11,111 chia cho 100 thì bằng đây 11,111 chia cho 100. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được nhá. 2N mà chia cho 0,11 và chúng mình bấm máy tính đã. 2N mà chia 0,11, 2 chia 0,11 thì bằng 0,111 mới đúng. 11111 bằng 18,000. Vậy đây là 18N trừ 18 thì bằng 14N trừ 2. Vậy suy ra ta có 18N trừ 14N thì bằng 4N thì bằng 18 trừ 2 bằng 16. Suy ra N của chúng ta bằng 16 chia 4 bằng 4. Ok. Vậy là công thức của thằng ankin này nó sẽ là C4H2 nhân 4 là 8 trừ 2 là 6. C4H6. Ok. Với công thức của nó là C4H6 nhé. Hỏi có bao nhiêu ankin phù hợp. Hỏi có bao nhiêu ankin phù hợp. Nhìn nhá. Đây. Mạch C4 này. Trục đối xứng này. 1, 2 này. Mạch C3 này. Không được. Đúng chưa? Vậy đáp án là có 2 ankin phù hợp. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. B. Bỏ. Mình sang câu 16. Một trong số những cái dạng mà rất hay thi của bọn ankin nhá. Câu số 16. Một trong số những dạng mà rất hay thi của bọn ankin thì thế nào? À, sau này các cháu sẽ dễ dàng gặp nó trong các cái bài kiểm tra hay những cái bài thi cuối năm học của các cháu ở trên lớp thôi. Hỗn hợp gồm propin và ankinic, mình phải viết được propin là gì. HC nối 3C CH3, đây là propin đúng không? Và ankinic, tổng số mol của bọn này thì bằng 0,2 ạ. 0,2. Phản ứng vừa đủ với Ag nối 3 trong NH3. Ag nối 3 trong NH3, số mol là 0,3. Các cháu nhìn rõ chưa? Số mol là 0,3 nhé. Thì các cháu chú ý này, các cháu hết sức chú ý cho chúng mình nhìn này. Ở đây có một cái công thức thần thánh. Một công thức của chúng mình này là số hydro linh động thì luôn bằng. Hydro linh động là gì? Hydro linh động, hydro linh động là hydro đính vào carbon chứa liên kết 3, đính vào carbon chứa liên kết 3 các cháu nhé, nhá. Hydro linh động là hydro mà đính vào carbon chứa liên kết 3. Được chưa? Thế thì số
hydro linh động sẽ chính bằng số mol của AgNO3 chia cho số mol của hỗn hợp ankim. Thì đây là chúng ta đi tìm số hydro linh động trung bình. Vậy số mol AgNO3 bằng 0,3, tổng số mol ankim bằng 0,2. Vậy cháu này bằng 1,5. 1,5 thì lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Vậy chứng tỏ một thằng có một hydro linh động. Và một hydro linh động mình nhìn này, propin có một hydro linh động rồi. Vậy đây chắc chắn là propin. Và một cháu còn lại phải có hai hydro linh động. Nhá. Một cháu còn lại phải có hai hydro linh động. Bây giờ chúng ta đi tìm xem thằng nào có hai hydro linh động. Etin này, etin H. H đúng có hai linh động chưa? Thì là đáp án đúng của chúng ta là đáp án A luôn. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A luôn. Bút bột in thì sao? Bút bột in đây. Viết ra cho nó nhớ nhá, thằng này chỉ có một hydro linh động thôi. Toang không thỏa mãn. Bút hai in thì sao? Bút hai in đây, còn chẳng có hydro linh động nào. Toang. Vinin acetylene. Đây vinin acetylene đây. Cũng chỉ có một hydro linh động thôi. Toang. Hydro linh động là hydro đính vào carbon chứa liên kết ba các cháu nhá. Vậy là toang luôn. Ok. Sang câu 17 nào. Các cháu thấy câu này hay không? Đấy, skill của chúng mình nhá. Mình sang câu số 17 này. Câu số 17 đây. Đốt cháy hoàn toàn V-lít 1 ankin. Đốt cháy hoàn toàn V-lít 1 ankin nhá. Chúng mình có cái khóa live VIP nhá. Khóa live VIP dành cho 2K3. Đăng ký khóa live VIP 2K3. Ok chưa? Khóa live VIP chúng mình dạy kinh lắm. Mỗi buổi dạy 1 tiếng rưỡi. Một tuần học 2 buổi. Chúng nó học khủng cực. Câu 17 này. Học từ ankin. Đốt cháy hoàn toàn V-lít 1 ankin. Đốt cháy hoàn toàn V-lít 1 ankin. Thu được. Thế mình phải nhớ được công thức tổng quát của ankin nhá. Tổng quát của ankin CnH2n-2. Trong lớp live VIP của chúng mình toàn là các trai xinh gái đẹp luôn. Toàn là trai xinh gái đẹp. Đại học Y Hà Nội. Có bạn hàng khoai hay comment đấy. Mình có này, số mol của nước bằng 5,4 chia cho 18. 5,4 chia 18 bằng bao nhiêu? Đây, 5,4 chia 18 bằng 0,3. Đây, số mol nước bằng 0,3. Tất cả sản phẩm cháy thì nó sinh ra cả CO2 nữa. Cho hết vào bình đựng nước vôi trong, CaO gấp 2 lần. Chúng ta có này, rất nhiều cháu chúng mình hỏi chúng mình về cái này, M bình tăng là như thế nào ạ? Đúng chưa? M bình tăng là bằng tất cả những cái gì vào bình, cái gì ném vào bình, nước và CO2. Vậy chính bằng M của CO2 cộng với M của nước ạ. Được chưa? M bình tăng chính bằng M CO2 cộng M nước. Vậy mình có M bình tăng là 25,2 thì bằng M CO2 cộng với M nước là 5,4. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được M CO2. 25,2 trừ đi 5,4, các cháu cũng hiểu không nhỉ? Đấy, ra được M CO2 nhá là 19,8 nhá. M CO2 bằng 19,8 thì ngay lập tức chú Minh sẽ tìm được số mol CO2 chia 44 bằng 0,45 mol. Thế là mình ra được số mol CO2 0,45. Ok chưa? Các cháu ơi, các cháu chú ý này, chú ý một cái công thức cực kỳ bá đạo của bọn ankin nữa nhá, một công thức cực kỳ bá đạo của bọn ankin. Đấy, mà các cháu cần phải nắm được. Đó là gì? Số mol của ankin, nhớ nhá, một điều cực kỳ đặc biệt thì luôn bằng số mol của CO2 trừ số mol nước. Đóng khung cái công thức để lại cho chú nhá. Đóng khung cái công thức để lại cho chú. Gối đầu mang đi ngủ luôn. Gối đầu mang đi ngủ luôn. Được chưa? Số mol ankin thì bằng số mol CO2 trừ số mol nước. Vậy mình có này, số mol CO2 đây bằng 0,45 nhá. Số mol CO2 đây bằng 0,45. Số mol nước ở đây bằng 0,3. Vậy 0,45 trừ 0,3 bằng 0,15. Ok chưa? Vậy này bằng 0,15 nhá. 0,15 vậy thì hoàn toàn mình tìm được V luôn. Chẳng cần phải tìm ankin là gì. 0,15 mà nhân với 2,4. 0,15 nhân 2,4 bằng 3,36 lít nhá. 3,36 lít, được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 3,36 lít, đáp án đúng đáp án A. Ok, hiểu chưa? Hiểu chưa? Ở trong này có cái công thức này cực kỳ quan trọng nhé. Số mol ankin bằng số mol CO2 trừ số mol nước. Nhớ này, 2K4 ở ngôi cũng học được. Học vượt cấp một tí cũng được, có sao đâu, đúng không? Học vượt cấp một tí năm sau dễ kiếm gấu. Câu 19 này. Nhìn kỹ nhé, đấy, cứ đi vượt cấp, vừa nhắc nó vượt cấp xong. Câu 18 này. 4g một ankin. Thế mình lại phải nhớ công thức tổng quát của ankin. CnH2n
trừ 2. Nhớ nhá, công thức tổng quát của mỗi ankin là CN2N trừ 2. Nó trùng với công thức tổng quát của alkadien đấy. Làm mất màu tối đa 100ml dung dịch chứa brom. Brom này, số mol 2 nhân 0,1 bằng 0,2. Lưu ý này, bên trong thằng alkadien, à thằng ankin có hai liên kết pi. Do có hai liên kết pi thì nó sẽ ăn hai brom. Nhớ nhá, cứ một ankin thì ăn hai brom. Được chưa? Được chưa? Một ankin ăn hai brom. Vậy mình có này, số mol của ankin luôn 0,2 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,1. Ok. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được phân tử khối của alkin sẽ bằng khối lượng này 4 chia cho 0,1. Đấy chưa? 4 chia 0,1 thì bằng 40. Mặt khác, anh này lại có phân tử khối bằng 12n cộng 2n trừ 2. 12n cộng 2n trừ 2. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được n bằng 42 chia 14. 3. N bằng 3. N bằng 3, vậy mình thấy vào công thức này, vậy nó là C3. Bỏ C5, bỏ C2, bỏ C4. Vậy đáp án đúng chúng ta là C3H4 nhé. C3H4 này dễ hơn cả húp cháo của người yêu cũ này, đúng không? Dễ hơn cả húp cháo của người yêu cũ. Sang câu 19. Sang câu 19. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít ankin. Ankin CnH2n trừ 2, số mol 2,24 chia cho 2,4 bằng 0,1. Đốt cháy thì thu được CO2 8,96 chia 2,4 0,4. Vậy tới đây mình tìm được số carbon bằng 0,4 chia 0,1 bằng 4. Số nguyên tử carbon bằng 4. Nhìn rõ chưa? Số nguyên tử carbon bằng 4 nhá. Ý A này 2 carbon, ý B này 3 carbon này, ý C này 4 carbon, ý D 4 carbon. Ngon. Đấy, thế từ từ. Chú ý này. Lưu ý này. X tác dụng được với AgNO3. Nhìn rõ chưa? X tác dụng được với AgNO3. Vậy nó phải có liên kết 3 đầu mạch. X tác dụng được với AgNO3, các cháu nhìn nhá. Thằng này có liên kết 3 đầu mạch không? Không, không có hydro linh động. Toang. Vậy chỉ còn gì? C. Chất này tác dụng được với AgNO3 bởi vì có hydro linh động. Ngon lành cành đào cho các cháu. Ngon lành cành đào chưa? Ngon lành cành đào chưa? Sang câu 20 nhá. Nghe này, phần tính chất hóa học để dành sang tối thứ năm mình học tiếp nhá. Nay mình giải nốt câu 20 với một câu ở cái phần đầu nữa. Đấy chưa? Câu 20 này, câu 20 rất là khó luôn. Nhìn này. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C2H2. C2H, câu này hay cực. Đứa nào làm được câu này được gọi là thần thánh luôn. C2H4. C2H6. Đốt cháy hoàn toàn thì thu được CO2 số mol 6,72 chia 2,4 bằng 0,3. Nước, số mol nước 5,4 chia 18 cũng bằng 0,3 luôn. Được chưa? Nhìn rõ chưa? Nhá, đều là 0,3 nhá. Thế các cháu ok chưa? Thế bây giờ này các cháu nhìn này. Các cháu nhìn này. Các cháu nhìn này, chúng mình chỉ cho này. Mặt khác, hydrat hóa hỗn hợp X, vậy là đây là hỗn hợp X nhé, cộng với lại nước. Được chưa? Rồi mang sản phẩm đốt cháy hoàn toàn, thu được sản phẩm. Rồi đốt cháy, thu được CO2. Đề bài hỏi thể tích CO2 thu được là. Câu này rất dễ luôn. Dễ với những đứa nào mà muốn nhìn, còn khó với những đứa nào mà không muốn nhìn. Nhìn nhá, nhìn này. Vậy có phải là suy ra số mol carbon trong X, suy ra số mol carbon trong X có phải bằng số mol CO2 không? Đúng không? Bởi bảo toàn carbon mà, carbon trong X thì chu hết vào CO2. 0,3. Thế cho thầy Châu Minh hỏi này, X tác dụng với nước có ảnh hưởng đến carbon không? Không, đúng không? Vậy mình bảo toàn carbon, mình có số mol carbon trong X cũng chính bằng số mol carbon trong sản phẩm cộng nước, không ảnh hưởng. Mà số mol carbon trong ảnh sản phẩm khi đốt cháy thì cũng chính bằng số mol CO2. Vậy chỗ này bằng 0,3. Đấy chưa? 0,3 mà nhân với lại 2,4 thì bằng 6,72. Ui giời, sao này? Sao này giải dã man không? Sao này giải dã man con ngan không? Kinh khủng không? Kinh khủng chưa? Các cháu, đấy, bây giờ mình các cháu nhớ này. Tính chất hóa học này để buổi sau mình làm nhá, buổi tối thứ năm nhá. Bây giờ mình quay trở lại, có một cái câu khó khó mà chúng mình để lại đây.